Và cũng theo báo cáo thị trường từ CBA ở phân khúc bất động sản bán lẻ, kết thúc quý 1 của năm nay, một số trung tâm thương mại quy mô lớn ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận mức giá thuê tăng đáng kể, cao gấp 4 lần khu vực ngoài trung tâm. Ngay từ đầu năm, nhiều nhà bán lẻ trong nước và quốc tế đã tăng tốc mở rộng quy mô hoạt động tại Việt Nam như Uniqlo với cửa hàng thứ 11 rộng 3.000 m² ở Saigon Center, quận 1, hay Pandora với điểm bán mới tại Ion Long Biên, Hà Nội. Đặc biệt, doanh nghiệp bất động sản cũng đang tập trung xây dựng hệ sinh thái riêng bao gồm cả bán lẻ nhằm phục vụ chính cộng đồng cư dân và khách hàng. Đơn cử là Nova Retail của Novaland hay Sun Kim Retail của Sun Kim Group với chuỗi cửa hàng tiện lợi GS25 và các chuỗi nhà hàng spa. CBA đánh giá đây là những điểm sáng cho thị trường bán lẻ trong thời gian tới, khi một số ngành hàng đang mở mới và mở rộng, đồng thời các thương hiệu xa xỉ vẫn tiếp tục quan tâm đến thị trường Việt Nam. Đơn vị tư vấn này cho biết trong quý đầu năm, một số trung tâm thương mại quy mô lớn ở khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu phục hồi với lượng khách mua sắm đông đúc. Giá thuê trung bình ở tầng trệt và tầng 1 của các trung tâm thương mại này tăng 7,5% so với quý trước và 2,5% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 145 đô la Mỹ trên 1 mét vuông một tháng. Mức giá này cao gấp 4 lần giá thuê ngoài trung tâm, khoảng 35,5 đô la Mỹ trên 1 mét vuông một tháng. Dự kiến trong 2 năm tới sẽ có thêm khoảng 235.000 mét vuông nguồn cung. Tuy nhiên, việc xây dựng dự án mới ở khu trung tâm còn tiếp tục trì hoãn. Nhìn về triển vọng thị trường bán lẻ trong thời gian tới, chuyên gia từ CBA cho rằng sức mua ngắn hạn đang bị hạn chế bởi những khó khăn từ kinh tế vĩ mô, nhưng sẽ ấm dần lên và hồi phục vào những tháng cuối năm.